10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team bad. Team secrets turn to bad. Alo alo 1 2 3 4 mà không hiểu là đã tắt nhạc nhẽo chưa nhỉ? Rồi nào. À, chào mừng các bạn quay trở lại với cả PGL Bucharest Major. Team Secret đối đầu với Complexity trong khuôn khổ phòng đầu tiên Switch Format, và đây sẽ là cái BO1. Team Secret họ đã có lượt ban đầu tiên và Enchantress, còn bên phía team Complexity Bounty Hunter đã bị loại bỏ. Đội hình của hai bên thì vẫn giữ nguyen trong những cái giải đấu trước: Puppy, Ace, Yabzor, Fata và sự xuất hiện của Mid One. Còn bên phía team Complexity đó là Kyle, Lim, Chessie, Z-Freak và Mu. Lượt ban đang được diễn ra rất là đúng với meta Razer cộng cả bên. Không biết là có bị tối không nhỉ? Nhưng có vẻ như là không tối lắm. Team Secret thì họ đang được đánh giá cao hơn Complexity ở thời điểm này là cái điều chắc chắn. Và một lượt ban tiếp theo về phía Team Secret đó là Tiny. Bây giờ thì tôi đang nhìn thấy rất nhiều support số 4 dành cho bên phía Team Secret ở vị trí của Yabzor như Rubik này, Elder Titan này. Bên phía Team Complexity mới chỉ ban đi Bounty Hunter là một vị trí sub 4 thôi. Chỉ bên phía team Secret cũng có thể chơi Earth Spirit, nói chung những con support số 4 mà nó rất là Naga đấy, đúng chính xác. Complexity họ đã ban đi Naga rồi. Naga meta này rất mạnh vì chỉ support số 4 với cái chói của mình kết hợp cùng với một cái món đồ cũng được buff khá khá, đấy là Meteor Hammer, đang đem đến một cái luồng gió mới cho con hero này. Trước đây thì mặc định gần như có Naga để các team hay chơi chỉ là carry. Bây giờ thì support số 4 đang trở nên quá hữu dụng, có song siren để đánh combat to, có chói để đi ganh lẻ, tốc độ di chuyển cao, khả năng gây sát thương cũng tương đối với Riptide. Team Secret lựa chọn Earthshaker, còn Earthshaker thì support số 4 dạy như Yabzor. Như đã nói thì để mà ban Yabzor thì rất khó, đấy đã nhắm hai lượt ban rồi vẫn có thể đẻ lên thêm một con khác. 5 seconds remaining. Dire team pick. Gyrocopter dành cho Complexity. Xin phép anh em vừa hoàn thành xong trận Hearthstone la. 10 seconds remaining. Rồi, kết quả trận Hearthstone vừa rồi thì mình đã thắng rồi. Chúng ta quay trở lại Vampix. Nói chung mình làm gì thì làm. Chúng ta vẫn phải giữ cái hình ảnh nó lý. Elder Titan nhân bảo như thần bảo, vừa nhắc một cái là gặp ngay quả Elder Titan, nhưng lại bên phía team Complexity. Đây là một con support mà tôi đánh giá rất cao, khả năng có thể gọi là thay đổi cục diện của trận đấu. Với cái Elder Titan sẽ khiến cho các team chơi con hero này ở mọi kiểu đều được, có thể tấn công luôn trong giai đoạn đầu, cũng có thể trở thành con hero đẹp rất là khỏe với Earth Splitter cộng với giấc ngủ của mình. Ancient Apparition dành cho team Secret, và con hero này thì tôi chắc chắn sẽ được cầm bởi Puppy. Không có lý do gì để của Puppy cầm Earthshaker xong để nó nhát do cầm Ancient Apparition, rất phí tay tay người chơi. Secrets turn to ban. Five seconds remaining. Và bên phía team Complexity họ đã quyết định loại bỏ Broodmother là một hero mà Ace hoặc là Mid One đều có thể chơi được. Và đặc biệt là Ace anh ta sử dụng hero khá tốt. Complexity Gaming họ ban tiếp Puck, còn bên phía Secret họ ban Rubik. Tránh việc đó Rubik này chỉ cần cướp được cái Ice Vortex của Na thì thôi thì cũng đã là mạnh rồi, chưa kể cướp Fisher của Shaker. Đó, nói chung có rất là nhiều kỹ năng ở hàng support này mà Rubik có thể cướp được rồi, chưa kể đến những cái bộ coi hero các thứ của bên phía Secret nữa. Nên điểm chơi con Rubik mà đi cùng Elder Titan đi ganh lúc đầu rất dễ. Đóng ở Winlays bảo tôi lao lên nhấc, xong cho Elder Titan đẩy bóng qua giận ngủ. Level 2 để giết người rất là dễ dàng như lấy kẹo vậy.
Dire team pick. Team secrets turn to pick. Disruptor. Disruptor giải những complexity gaming. Team Secret bây giờ thì họ đang phải đối đầu với việc mà Complexity họ pick toàn những hero đánh combat to rất khỏe. Disruptor, Elder Titan, ngay cả Gyrocopter. Gyrocopter với rất nhiều sát thương diện rộng cũng thể bổ sung cho bên phía team Complexity rất là nhiều những phương án để tiếp cận những tình huống giao tranh tổng lực. Secret họ cũng không quá ngán đâu bởi vì họ có Earthshaker của Ancient Operation, nhưng nhỡ đâu thôi Elder Titan du ngủ cái Vuver được, còn Earthshaker thì team Secret họ sẽ không biết lấy cái gì ra để counter initiate. Một cái Ice Blast của AA liệu có là đủ hay không? Secret bây giờ họ sẽ phải pick những con coL hero. Dire team. Họ sẽ lựa chọn một team Secret Dead Prophet ở vị trí mid lane. Trông rất giống một con TB dành cho Ace. Không ban TB à? Làm con TB cái nhẹ giờ nè. Complexity Gaming lựa chọn Nature Prophet. Bên địch thì có rất là nhiều kỹ năng diện rộng nhưng vẫn quyết định lựa chọn một Nature Prophet, tương đối mỏng, lúc nào cũng dắt đệ đi cùng, có thể sử dụng đệ để control lên lúc đầu và đi push, nhưng mà gặp quả Earthshaker của Dead Prophet là nó clear đệ rất là nhanh, những nguồn tiền là những phía team Secret được bổ sung ở từ phía ngoài. 5 seconds remaining. Team CL này thì ngày xưa là một team mà nếu mà bạn nào theo dõi bộ môn H-Honor thì sẽ biết cái team ngày xưa rất là mạnh, Stay Green gì đó. Không nhớ nữa, Miosa rất hay kể chuyện với mấy cái ông ở trong này. Miosa ngày xưa thi đấu hon chuyên nghiệp ở các thế giới. Nhưng mà sang Dota 2 thì thật sự là cái tên CL này nó quá lâu rồi, đã có thời điểm thi đấu ấn tượng nhưng chưa bao giờ đạt được thành công cả, rất phí. Không biết là đến cái giải đấu này thì CL có thể làm đến bất ngờ hay không, hay họ chỉ mãi mãi dậm chân tại chỗ thôi. Swindermelon hay là Kyle ở đây thì đã có quá nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp rồi. Secret đang suy nghĩ rất lâu. Có vẻ như Dark Willow mặc dù đã được cho vào competitive nhưng các team vẫn tin tưởng vào support hiện tại hơn. CK là nhiều bên phía team Secret ở vị trí carry. Tôi nghĩ là sẽ chơi TB nhưng khi mà phải đối mặt với cả cái vấn đề là bên phía team Complexity có thể gây áp lực sớm thì Secret quyết định đáp trả bằng một cái phiên bản mà nó aggressive hơn, đấy là CK. Cũng sẽ chơi bằng những con bóng của mình nhưng CK lại là một hero đánh nhau hoàn hảo hơn TB rất là nhiều trong giai đoạn đầu. Stun, kỹ năng áp sát, chưa kể có sát thương thì những cái nhát nhảy đam nữa. Và đi một cái lên hai người CK và A cũng đủ áp lực với Nature Prophet rồi, bởi vì thường đã pick con NP thì sẽ vứt nó đi một mình, tận dụng những cái tình huống di chuyển bất ngờ của NP để gây áp lực với một cái trip lane khác ở khu vực khác. Khi mà NP TP xuống sẽ thành 4 người đánh vào vị trí off lane. Đó sẽ là những cái chiến thuật mà rất là nhiều team họ sử dụng. Thường thì sẽ không chơi NP đua lên. Nên là Secret họ hoàn toàn thể chơi một cái lane có CK A đủ để khiến con NP này gặp khó khăn rồi. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Các bạn hỏi H-Honor game gì, lúc này thì có nói đến mà quên chưa giải thích. H-Honor là một cái tựa game mà nó rất là giống Dota, cho nó bê nguyên một cái dàn hero của Dota. Skill thì như cũng giống, xong dần dần nó sửa đổi dần, nó ra thêm những hero mới. Lối chơi thì nó cũng giống hết, nhưng trong đấy thì bây giờ dead game rồi. Chúng ta không quan tâm nhiều lắm đến nữa. Kể một tí vui vui thông tin ngoài lời thế thôi. Trong cái lúc đang ban pick, Secret họ đã ban Sven, còn bên phía team Complexity tất nhiên rồi, đó là Omni. Đánh Glass như thế này mà gặp phải con Omni 9 thôi rất khó chịu. Omni búp repel cho Dead Prophet, sốc vào bên trong cho ma cắn đi thôi. Bên phía team Complexity không lấy cái gì mà cản lại được. 5 seconds remaining. Dire team pick. Underlord dành cho Secret, Underlord trong tay của Fata.
cái pick nói chung là khá dễ hiểu rồi. Offlane tốt, bây giờ còn những con gì nào sau khi đã ban đi, nào là Razor, Tiny, BM, bên này thì ban Puck, Omni, lòi mỗi là con Underlord thôi. Còn các cậu Complexity này thì cậu pick Nature Prophet thôi. Bây giờ thì Complexity họ sẽ có lượt pick vào vị trí solo mid. Solo mid bây giờ còn con gì nhỉ? Đánh cái kiểu này thì để xem nào. Thực ra cái này tùy vào hero pool của Lim thôi. Tôi nghĩ thế. Trận này đi Red Prophet à? Thấy SF cũng là một lựa chọn hay đấy nhỉ? Tự nhiên thấy game nào pick con SF cũng hay. Trận này thì SF phải cá hơi mỏng. Nếu mà gặp Earthshaker mà đánh không khéo, nó ra nó chặt ở mid, xong còn DP gặp C-Line thì không biết chạy đi đâu. TP backup không thể kịp được, Disruptor hay là Titan. Nhưng mà phải cá đánh, nếu mà đánh 4 shot canh 1 thì con SF lại rất là tốt. Vậy mà nó có thể tách lẻ đi farm. Còn con gì nữa nhỉ? Invoker thì chậm quá. Sự Invoker mà để đối đầu với áp lực của Secret thì không đủ. Không đủ nhanh. Lab này là lab, mà bên phía Complexity chắc chắn sẽ phải nuôi siêu nhân ở mid lane. Đang nghĩ đến một vài con siêu nhân như thế. Thật ra khá khó. Không biết là Lim thì tôi không theo dõi cái team này chơi nhiều, vì họ thường xuyên thi đấu vòng loại NA, vòng loại NA. Vòng loại này thì diễn ra với khung giờ tất cả chúng ta đều đang khò khò. Nên là thực sự bây giờ cũng hơi khó đoán. Bảo Secret pick gì lần cuối thì còn có thể dễ đoán, đây họ instant pick rồi, không có gì đoán. Bởi vì thì Complexity tôi chỉ dám gọi là mạnh dạn dự đoán vài những cái pick mà có thể theo sách vở như thế thôi. Còn CL pick gì thì chưa biết luôn. Medusa cũng là một sự lựa chọn hay em game này. Nhưng như đã nói thì tất cả những hero mà farm mà đẩy trận đấu trận dài ra thì tương đối khó, một sự quyết định gây áp lực rất là lớn. Pagna dành về phía Complexity. Pagna là một hero mà có thể theo kịp tempo của trận này, theo kịp nhịp độ. Như vậy là Mu gặp Pagna và để cho Lim cầm Gyrocopter đi mid, lừa rồi. Mình sẽ sửa lại tay đồ, anh em đợi một chút. Như vậy là để cho Jaro đi mid. Anh em đợi mình một chút để mình đổi title kênh. Ten seconds remaining. Rồi, và liệu đội nào sẽ là đội chiến thắng trong game đấu này đây? Chúng ta hãy cùng xem. Chia lên thì mạnh dạn dự đoán như này. Bên phía thì Complexity họ sẽ để cho Chessie cầm Nature Prophet solo safe lên. Mu sẽ được đi cùng với một support. Mạnh dạn dự đoán luôn lại là Z-Freak. Disruptor sẽ hỗ trợ cho Lim ở mid. Đấy có thể là cách chờ bên phía team Complexity. Còn bên phía team Secret họ sẽ để cho Underlord đi một mình. Sua pick con này chỉ cho đi ăn đi một mình thôi. Earthshaker hỗ trợ cho mid và AA đi cùng với CK. Đấy là cái cách mà bên phía team Secret có thể chia, cũng như là bên phía Complexity có thể chia theo kiểu sách vở. Còn không biết là liệu họ có làm thế thật hay không. Tôi đánh giá cao cái cách chia lên mà để cho ở bên phía Complexity nhá, để cho NP đi solo. Sau đó thì Pagna sẽ có sự hỗ trợ của support. Good luck, have fun này. Xin phép anh em là mình sẽ lock cam và pha ta, và sau đó thì mình sẽ đi lấy cốc nước. Nói tiếng nãy giờ hơi khô cổ rồi. Anh em đợi mình trong khoảng độ 30 giây. The battle begins.
Rồi, mình đã quay trở lại đây rồi. Có vẻ như không có chuyện gì diễn ra. May quá, mình đã lấy được cốc nước vào đây. Hơi khô cổ một tí, anh em thông cảm. Mỗi mình trên studio rồi, không gọi ai lấy được nước cả. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem là có một cái món đồ gì là lạ trên người của thành viên hai đội hay không. Thì hiện tại tôi thấy là không. Và như vậy là Underlord sẽ có sự hỗ trợ của Yabzo. Đúng là sẽ... Vâng, như vậy là Lim đi khu vực What the fuck? Chessy cầm Nature Prophet ra mid để đi với Death Prophet. Hai nhà tiên tri được một cái đi với nhau. Nhưng dưới này thì sẽ để cho Z-Freak đi cùng với Mu. Tôi cứ nghĩ là Lim sẽ là người đi mid, nhưng mà Lim trận này ta lại cầm Gyrocopter lên khu trên top để cho con NP đi mid. Thôi rồi, để xem là NP đi mid thì nó sẽ hiệu quả đến đâu. Rồi, Fata vừa găm tên lửa vào, nhưng Atrophy Aura sẽ giúp anh ta kháng lại một cái lượng đam rất là lớn, cộng với cái Star Shield có thể block nữa. Fata mất quá nhiều máu, anh ta cũng còn hơn nửa bình máu cơ. Mid lên thì với việc mà Nature Prophet có đệ như này giữ khoảng cách tốt thì sẽ không quá sợ mid one trong giai đoạn đầu của trận đấu. Pause game thì Underlord. Bên cắt tới trên map, ok ok. Z-Freak đã ngay lập tức có cho mình một điểm vào Astral Spirit. Nghĩa là anh ta sẽ lấy được bao nhiêu sát thương trong pha này đây? Lấy được 45 sát thương. Trong giai đoạn đầu thì cái kỹ năng này nó sẽ cung cấp 60 sát thương trực tiếp, và sau đó bạn sẽ được bonus tốc chạy như là sát thương cứ 15 dam một hero. Đi qua 2 hero thì sẽ được 30 dam, và cộng thêm mà dam tới từ creep nữa. Đi qua 1 creep thì các bạn sẽ có được 6 dam. Con số cũng tương đối lớn. Lim ở trên top thì đang hướng đến cho mình một cái kill là chia lên như thế này thì tôi mạnh dạn dự đoán con Underlord nó sẽ farm rất là thoải mái, Yabzo cũng sẽ có khoảng trống luôn. Với việc mà không có áp lực tới từ Nature Prophet ở mid lên nên là Yabzo không có lý do gì đứng mid cả. Đứng lâu thì tốn tài nguyên với cả chiếm dụng diện tích thôi, không giải quyết vấn đề gì. Chessy đang muốn lên cho mình cái Ring Aquila. Nature Prophet thì có thể lên với Ring Aquila để tăng khả năng đẩy trụ, có mana regen, có start rất là tốt. Ngày xưa thì chúng ta nghĩ là cái Ring Aquila nó sẽ là một cái món item chỉ dành cho những con carry agility. Nhưng mà từ khi mà Red Bang có thể ép thành một cái Hurricane Fire thì thấy khá là nhiều những vị tướng ở hệ khác cũng lên luôn. Rồi, đóng băng được Mu ở dưới này sau một fast stun và Mu chết rồi. Nổ blast ra nhưng mà sát thương không đủ, Z-Freak vẫn đang đuổi vào. Nhưng tầm của trụ đã đến rồi và Z-Freak chúng ta không kết thúc được mạng của CK. Cắn cái máu to lên và Ace có cho mình được một điểm hỗ trợ và Puppy có điểm hạ gục đầu tiên của trận đấu. 3 phút trôi qua, first blood. Đúng không? Mu hơi chủ quan. Như tôi đã nói, CK là một hero có thể gây áp lực từ đầu rất là sớm. Kyle TP về trước mũi của Yabzo sau khi anh này đã đặt Fisher. Mid lên thì vẫn muốn xem là con NP này nó sẽ control lên tốt như thế nào. Và control lên khá tốt, 15 deny. Téo, tiếp tục deny luôn. Thật ra là deny con đệ của mình cũng nhiều. Thế cũng là tốt rồi, vừa deny creep vừa deny đệ. Công cho đối phương có được một cái lượng tiền tương đối lớn. CK mua cái giày rất là sớm, sẽ lên giày gỗ sớm. Ta đã từng có những người tôi xem chơi CK này lên thẳng cái chấm đầu tiên luôn để tăng stat. Có ông thì còn lên sâu ring, spam cho nó nhiệt tình. Anh này vẫn lựa chọn một lối build carry điển hình giày gỗ, có thể sẽ được đến AMLED sau đó. Bên trong này thì còn một vài những con creep thì lên vào xỉa nốt thôi chứ không gì nữa. Nói chung trận này là một trận mà bên phía team Secret họ đang có thể farm ổn được ở cả 3 lên. Bên phía team Complexity thì cái lên có sức sức của Mu này thì nên cẩn thận. Mu đã có 12 creep nên anh ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Mỗi khi mà Ace anh ta có xu hướng nhồng lên thôi thì Mu hoàn toàn có thể phải nằm xuống. Di chuyển không khéo là chết. Trong này thì vừa có một ma và giáp do anh ta KS cái bounty rune của Kyle aka Spinner Melon. Người rất là nổi tiếng ở Tây Nam với một cái pha mà bỏ lốc ra bấm sâu ring và sau đó thì bị nó shaker trong tay của DK Phobos phá mất cái sâu ring đó. Xin lỗi, bạn phá mất cái lốc đó. Hồi đó chưa có backpack, phải vứt ra vứt vàng. Sau pha đó thì camera reaction của Spinner Melon nổi tiếng trên khắp thế giới luôn. Tất cả những người nào mà xem Tây Nam đó chắc chắn phải xem pha đó ít nhất là 1-2 lần. Còn Ace, anh ta đang bị dồn sát thương vào bên trong nhưng Ace không chết rồi. Kyle thì
ra ở bên trong này đang cố gắng kiếm tiền với việc mà pull lù quái vào bên trong nhà Fata vào đớp hết đớp sạch, rất khổ. Ngày xưa thì anh này đi mid, sau đó chuyển sang cũng đều chuyển sang off lane, bây giờ chuyển nốt về support, sống quen hơn với cả việc nghèo khó. Elder Titan giày Winlays 385 tốc chạy thì ném cái này ra nữa. Đừng để máu thấp khi nhìn thấy con Elder Titan, các bạn hoàn toàn có thể bị nó đạp trụ và đấm chết. Đừng cho nó chỉ có level 2 thôi. Đang tình huống di chuyển ra mid tới vị trí của Swinner Melon. Các bạn cũng chỉ là đi loang quang thôi. Không thể nào mà giết được Death Prophet với Nature Prophet cộng Disruptor được. Sát thương dồn vào sẽ không bao giờ làm đủ. Đặc biệt là mid one vẫn còn hai trạng của Spirit Siphon. Thấn cái TP xuống dưới bot rồi. Chastan đã được tung ra và bên trong thì Chessie đang đứng bắn. Nhưng Chessie đã lựa chọn cái vị trí mà nó hơi khó rồi. Anh ta bị trở thành mục tiêu focus. TP xuống giúp bạn thì cuối cùng thì lại là hại mình. Mu bị stun đang bị làm chậm lại. Mu anh ta có đi Gravify. Z-Freak đang ở bên trong sẽ đấm chết được mạng của Puppy. Tuy nhiên thì anh ta đang đứng ở một vị trí rất dễ để cho hai thành viên với phía team Secret focus. Creep đang chặn đường vào của thanh niên Ace. Z-Freak không ra được TP đi. TP được không? TP đi. Nó không đủ mana stun đâu. Kìa vẫn đang rất loằng ngoằng dây điện. Ông Yamzor này còn stun. Đấy là lý do sao Z-Freak không TP. Và to là mạng dành cho Yamzor. Cứ nhử TP thôi để cho nó mất thêm 50 tiền nữa. Và cuối cùng nó mất thật. Đi Gravify được tung ra và Mu chạy khá cao. Và Mu anh ta đã bị làm chậm bởi Ice Vortex. Và Puppy, ơi Puppy không bắn hit cuối cùng. Yamzor đã có cho mình Fisher. Fisher nào? Không được rồi. Pha Fisher trượt. Mid lane thì Swinner Melon có một cái rune DD và di chuyển ra tận dụng những khoảng thời gian mà Nature Prophet lên bảng điểm số. Fata ở trên này thì 1.000 tiền. Có rất nhiều kiểu chơi Unlock, các bạn có thể lên cái Soaring trước khi lên cái dây mana. Nếu mà lượng tiền nhiều này, tôi kiến nghị anh này lên cái dây mana cũng được. Thường con này cứ Soaring dây mana, spam kỹ năng liên tục. Để hướng đến cái 5 inside luôn. Vốn dĩ nó đã khá counter sát thương vật lý đã cho cái aura rồi. Nó chỉ cần sống sót chứ sẽ burst down fast thôi. Là ổn, đặc biệt trận này có Pagna chắc chắn sẽ có 5 inside được lên. Dưới này Z-Freak chúc đấy thủ ngon. Papi anh ta sẽ bị ăn cái blast. Blast trượt. Ôi trời ơi Mu ơi, đâu có phải là một pha blast trượt hay là Papi cắn stick nhỉ? Thao tác quá nhanh, tôi không tập trung nữa. Và Z-Freak anh ta đang đuổi theo một đấm ace. Cuối cùng thì Z-Freak vẫn là người chết chưa. Chắc stun Yamzor tiếp tục là một pha cast bow. Và mid one lao đến hút máu như nhà pha này game. Mặc dù vậy thì Chessie cũng đã có được mạng của ace. Đổi mạng của Mu cộng thêm mạng của Z-Freak để lấy mạng của CK. Liệu đó có là một tình huống đổi thành công không? Chessie hoàn toàn có thể sẽ phải nằm xuống. Dây mana đang cooldown. Và bây giờ Chessie, anh ta đang khiển đệ nhưng mà vòng vèo dây điện quá. Chessie ơi, zoom mù vào, không zoom mù được mid one. Thôi xong rồi, sử dụng đệ để body block creep. Quá nhiều đệ cho tình huống này nhưng cũng không thể nào mà cản được bước tiến của mid one. Và solo mid 10kmr đã lấy được mạng của Chessie. Rồi, mù phải sử dụng đúng Gravify. Sắp đúng Gravify con CK. Sợ quá hay nó. Rồi, giữ chân vào Gleams và combo trong cứ dở hơi kiểu gì ấy nhỉ. Dồn đam liệu có chết không? Trụ đang bắn, Glimps về cho trụ bắn thì mới đủ đam. Vẫn chưa đủ đam và mid one anh ta không chết rồi. Một cái chớ, một cái ring Akila. Kaio có pha tính toán khá tốt. Chessie anh ta trói lại để cho Glimps gọi đệ ra. Dồn mãi, Death Prophet không chết. Mu ở dưới boss lại ra đi rồi. Đang tình huống úp Mu tới từ hai thành viên của phía team Secret. Đánh hút rất nhẹ nhàng với CK, cái stun. Ông này cứ lao vào thả Ice Vortex làm chậm, cứ gõ tự chết. Dễ nhàng. Papa trên này lên giấy phây. Bố này đánh than tờ cũng lên giấy phây. Underlord cũng lên phây, chém cho nó đau. Thôi thì cũng được. Suýt cho cùng thì nếu mà đi solo con máy bay thì giấy phây cũng là một cái lựa chọn mà có thể chấp nhận được. Stun được Papa thả luôn cả. Tôi tìm một cool down xuống Papa. Papa không chết rồi, mid one xuất hiện không. Papa anh ta vẫn chết. Và Glim dồn lên quá giác.
Spirit Siphon của Midone chói được Midone lại rồi. Bo rất chuẩn và bo sang như DA và Midone bị dư ngủ. Tạm biệt Midone của tình huống vừa rồi. 191 tiền cho Cheesy, Jesse. Yap do tận dụng không gian ở mid lane. Chúng ta sẽ farm cái Blink Dagger sau khi nó dây mana. Poppy, mèo mù với Kazan. Ngay lập tức thó đây cho mình cái rune regen. Khi mà solo mid thì cũng đã ra đi, co không cần nữa rồi. Vớ ngay, buồn ngủ gặp nhà nghỉ ngay. Lát qua ngủ lại, Ace anh ta sẽ lên cho mình cái Amulet. Như carry điển hình. Smoke của hai thành viên bên phía team Complexity đó là Kyle Swindermelon và Z-Freak. Hai hôm nay tách nhau ra rồi. Bố này smoke một mình, đi ra mid, cẩn thận chết bây giờ đây này. Vừa nhả ward liên tục, ward này chưa hết, đã cắm thêm cái ward mới. Không muốn mất vision một tí nào ở mid lên. Ở hero mid bướm, sẽ giữ cho mình 1.000 tiền. Chúng ta sẽ lên cái lock. Chẳng này cũng là lên lock để quát nhỉ. Giữ chân đối phương, cơ hội di chuyển. Thực ra thì nó cũng là một cái món đồ mà chất đường. Thôi, Puppy ném Ice Blast hơi hoảng hốt và ném trượt nó rồi. Puppy bị dính như Gravify, máy bay thế lao theo sấy và mua ăn nặng một pha blast của mình. Tên lửa đang được găm vào đầu của Ace, anh ta bị bo sát rồi. Và hút máu của Bacna nên nhấn mạnh lại, còn xịn hơn hút máu của Death Prophet gấp 100 lần. Mà thế là thôi, double kill dành cho Mu. Áp lực luôn và push, mở cả Fortify lên. Đó là một pha mở Fortify để buy time ở trên top luôn và tận dụng push ở dưới luôn. Xong Complexity họ có chung mối và Fata có thể chung mối và tặng 1.500 tiền. Rồi Mu bị hút máu rồi. Mu vẫn đang bị dính hiệu ứng của Ice Blast. Jesse xuất hiện nhưng Midone, anh ta hút máu rất đau, chặn đường hơi lỗi một tí nhưng không sao cả. Midone cũng có mạng. Z-Freak đang bị dồn đam nhưng cắn cho mình cái Magic Wand lên và được hỗ trợ bởi các đồng đội. Anh ta không chết, đổi mạng hai solo mid với nhau. Thực sự thì CoL họ đang đánh rất là ngang ngửa, Secret không hề thua kém quá nhiều. Rõ ràng Secret đang được đánh giá cao hơn. Gyrocopter anh ta đang vác Ring of Lands của mình ra thì phải. Chính xác, thêm một bình Clarity nữa. Lim là farm tương đối tốt đấy chứ. 13 phút mà anh ta có được giày phây Ring Aquila, Magic Wand, Ring of Lands, Raindrop. Sẽ lên thẳng BKB. Rồi Gyrocopter một con mà nếu lên Ring of Lands sớm thì các bạn có thể farm hai bãi này rất là dễ dàng. Bật Flag Cannon lên, bơi lên bắn luôn cái bãi này thôi. Nhường quá lại cho anh kia. Hoặc là stack lên. Rồi như vậy stack thêm tí ăn một lượt luôn. Rồi áp lực ở mid lên. Ace xong rồi. Ace chạy theo đây. Ngu có cho mình killing spree. Giết cậu nhiều, bây giờ cậu trả thù. Khu vực của dưới boss là một khu vực mà Mu anh ta đã quá khổ sở trong cái giai đoạn đầu. Và bây giờ thì khi mà anh ta bắt đầu có level, nhưng mà chuyển cái này thì hơi chủ quan rồi. Vừa mới mấp mé bơi lên thôi thì anh bò của Yap Zor ngay lập tức có một cú chặt và thôi tạm biệt luôn. Băng là chết mất ngáp, không thể sống được khi mà có Ice Protect được mở ra. Một vẩy khế và Spirit Siphon, ông kia chết luôn. Death Prophet sẽ lên thêm một cái lock nữa. Ô, Puppy lại chết ở vị trí nào đó. Lim solo kill Puppy ở trong khu vực rừng. Vâng, đang bận quay sang đá chát một cái thôi thì đã có người chết. Thế thôi, từ nay hãy quyết không đá chát. Yes. Rồi, Mu ấy đánh di chuyển rất là tự tin nhưng mà cẩn thận. Cầu diễn nhiều quá lại thành cầu tõm chết. TP ra tới Puppy. Muốn đánh à? Có smoke không? Không, có sentry. Đây, có smoke trên người của Beat của Earthshaker. Earthshaker thì tôi cũng nghĩ anh ta sẽ sử dụng cái tình huống này đâu. Vẫn đang là cái turn phòng ngự. Liên tiếp phải phòng ngự cái trụ 1. Swindermelon thì đi lang thang và scam. Đó, chính xác thì không thể nào lên thẳng cái lock sớm được. Chắc chắn là phải có một cái hood of defense và tí nữa lên cái pipe. Fata lựa chọn chính xác rồi.
Thì tại sao không có kiểu soul ring các thứ nhỉ? Soul ring rất lợi thế nhá. The Lord thì One Hero Strength rất khỏe. Nên soul ring spam rất là tuyệt vời. Lên này thì mana sẽ phụ thuộc vào những tình huống cắn clarity. Mid lên liên tiếp của Watt. Nếu như mà Earthshaker có một pha đập smoke thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Thế là thôi, Ace anh ta sẽ lên đến Echo. Echo Saber. Lưỡng chạm thần đao dành cho kỵ sĩ hôn ma. Không biết là trong vòng 30 phút này phá được cái sentry của đối phương. Poppy cầm sẵn như một cái dìu chặt cây. Những vụ chia đi vào Watt. Với cả nếu mà bị con NP nó chói thì thôi. Đấy, ra chặt cây. Đây, chặt cây cho đồng đội luôn. Lấy thân mình ra chặt cây. Dung mid one lại. Vẫn chỉ là buy time thôi. Câu giờ cho các thành viên khác của phía PGL farm. Đặc biệt là cái anh Lim này. Anh Lim 1.600 tiền hai mảnh của BKB rồi. Phá tá vẫn sẽ quyết định lên lớp. Rồi, glimpse được mid one và stake storm nhưng mid one đã mở được ma của mình. Splitter tung ra nhưng không trúng ai, có lẽ chỉ là cản bước tiến của thành viên bên phía team Secret bơi lên. Mu sẽ chết khi bị giữ chân, bên trong này thì Ace đang cố gắng vụt. Ace anh ta nên lùi lại, Lim tương đối khỏe với sự hỗ trợ của đồng đội nhưng Fata còn rất mạnh. Và đó là Fisher cộng với Echo Slam tuyệt vời chia cắt toàn bộ đội hình của bên phía team CoL với carry của họ. Carry của họ đang phải bỏ chạy, Lim không chết trong tình huống này luôn. Ace anh ta không dám đuổi theo vì sợ Lim bật Rocket Barrage không kịp tắt Amulet thì là toát, thế là thôi. Bên phía team CoL mất 2, bên phía team Secret cũng mất 2. Đó là support cộng với một cỏ. Còn về tiền thì Secret lãi, nhưng mà Secret họ bị mất một Death Prophet hơi đáng tiếc. Dire's middle tower is under attack. Rồi, pha tà ăn tiếp trụ, một pha tà thì farm hơi nhiều. 6.400 network. Network của Gyrocopter đang là một vấn đề cho bên phía team Secret ở nhà. Gyro thì mà có BKB thì đánh nhau rất là thoải mái. Jesse lên cho mình một cái chống như dây phây, Ring Aquila và sử dụng 3.500 tiền. Orchid of Malevolence. Lên món này thì Silent Eye đây, Silent Death Prophet nó có lock. Silent Earthshaker có lẽ hợp lý nhất, mà con này nó thường xuyên đứng sau, nó tìm được vị trí của nó thì cũng rất là khó. Nói chung thì nó cũng là một cái món đồ mà tăng sát thương, tăng intel, regen các thứ thôi. Tốc đánh tôi nói hợp lý. Tí ép lên cái Blackthorn thì thôi. Gyrocopter thì anh ta mới có level 13 thôi, mới lấy được talent level 10. Ở bên trong này thì đang có tình huống Cook Puppy. Lim anh ta đang đứng ở một vị trí rất dễ để đối phương focus. Lim đang bị đóng băng. Đuổi ra hay không đây? Đuổi ra rồi. Lim anh ta bị lốc lên. Lim đang phải đứng ở một vị trí quá hẹp. Anh ta chết chưa? Có BKB đi đánh nhau làm cái gì cơ chứ? Một quyết định không thực sự hợp lý tới từ bên phía team CoL. Họ nên chờ cái BKB trên người Lim và anh ta lại bị delay cái món đồ này rồi. Đấy, nhưng đi farm thêm một chút nữa thì mọi chuyện đã khác. Tình huống đó có BKB hoàn toàn thì đánh ngược luôn. 13-12, trận đấu đang rất là cân kèo, căng thẳng. Đằng trên này là Chelsea đang phải trốn. Chưa có Orchid gặp Mid One như gặp bố vậy. Thì gì nói. Thật ra có rồi thì nó vẫn có lốc. Thậm chí nó lốc cả mình lên, không cho đi về luôn. Ace thì hạ sát chết luôn Kyle's Winomelon ở mid. Tình huống này cũng rất là khó để cái cây cam. Bởi vì ông này phân bóng ra hút một cái chết luôn ông này. Chưa thấy tụt máu đá cam thì chết rồi. Hơi khó. Fata đã có lock và đang hướng đến Pai. Sau đó thì nó sẽ lên Crimson. Lên Crimson Guard tăng khả năng chống chịu cho mình những đồng đội. Thực hiện những cú băng lên Hagra. CK cũng đang vác cho mình Echo Saber ra. Xong món này thì tôi nghĩ là nên làm cái DVD để xem anh ta phúc bài cái gì nhỉ. Chút nữa. Rồi, mid lane thì Yabzo đang bị Orchid ở bên trong, bị hút máu tạm biệt anh. Giấc ngủ ra, Ace anh ta hút được Chessie lên trên này, Chessie chết luôn. Chessie không thể sống được. Còn Nature Prophet bị cô lập với đồng đội và bị focus bởi CK.
thế nha. Đổi mạng của Chelsea để lấy mạng của con bò. Thế lỡ nhỉ? Cơ hội này thậm chí Spiderman anh ta có thể phải nằm xuống. Mạch cắp kỳ cầu, phẩy khế trượt. Hơi đen, liên quan phẩy khế không đến. Limb kết. Không lắm rồi tôi mới thấy một Dead Prophet lên Limb kết. Thông thường thì nó có thể là Solar Crash hay cái gì đó. Nhưng quyết định là lên cho mình có Limb kết. Di chuyển giá rất là dễ, thậm chí có thể tàng hình trong lúc đang mở ma. Ăn được mạng Spiderman thôi. Của Mid One thì vẫn cứ phải trả lại như Mid One thôi. Secret họ còn ăn Roshan. DP có ma không? DP có ma ăn được. Đây là một pha ăn được. Ace cũng đang di chuyển vào rồi. Trận đấu giải đấu này là một trận đấu sinh ra mạng của chúng ta. Nên là thi thoảng Mid mạng vài mạng nhỏ rồi, giấc ngủ. Aegis vẫn được cầm bởi Ace. Earthsplitter được tung ra. Chelsea anh ta đã lấy được mạng Papi. Fata cũng đã phải nằm xuống. Lê bật cho mình BKB lên, tiếp tục dã vào người của CK. CK không hút được ai cả. CK đây rồi, CK anh ta đang bị decrapify. Anh ta về được hay không với một tình huống stun rất đẹp từ Earthshaker, nhưng không thể. Gleams rất khó chịu. Và Swindermelon cho thấy kinh nghiệm của mình. Liên tiếp là những tình huống sử dụng Glimps hay. Và anh ta giúp cho các thành viên CL lấy lại được cho mình một chút lợi thế. Đối phương vừa ăn xong được cho mình Roshan. Thì bên phía team CL họ vừa có tiền với cái mạng Roshan. Họ vừa khiến cho đối phương mất Aegis. Và Chelsea sẽ lên BKB. Ăn được thêm cái trích 1 nữa, khá lãi lờ trong pha vừa rồi. 3.000 network chênh lệch cho Complex City. Titan anh ta cũng pha du ngủ khá tốt. Đang hướng đến cho mình thêm cái 4 star 200 máu dành cho Disruptor. Còn support thì bất kỳ talent nào tăng khả năng sống sót thì cũng nên ưu tiên. Nhánh kia thì 40 dam thì skill 1 còn cộng có 1 điểm. Sure chắc ông nào lấy skill này chắc chỉ có đi mid để nghịch. Chứ còn competitive tôi sure là level 10 chỉ có lấy cái nhánh này thôi. Lim Lim đã lên cho mình 3 Flag Cannon Attack. Đánh với 1 CK thì phải lên cái này là chính xác. Hurricane Pie. Bây giờ thì có thể hướng đến Butterfly rồi. Đánh giá rất cao một đô này dành cho Gyrocopter. Tốc chạy sẽ được cải thiện lên trong những lúc cần thiết. Tốc đánh, sát thương, khả năng chống chịu. Quá hoàn hảo. Khi đã có BKB. Tí nữa sẽ lấy tốc 50 tốc chạy nữa. Secret họ đang có một pha Smoke. Mà hết đát rồi thì vẫn không tìm thấy ai. Shivagat sẽ là món đồ tiếp theo dành cho Mid One. Liệu cái Glimmer Cape có phải sự lựa chọn hay trong trận này không? Bên địch thì đã sắm ngay một cái Dust. Pagna thì món đồ quen thuộc vẫn là Etherlands thôi. Rồi anh ta trang bị cho mình một cái Valve Discord và cũng đang lên BKB. Rồi, một farm Secret họ sẽ bơi lên cầu thang. Nhưng họ đã chuẩn bị trước và đó là Echo Slam cộng Vision tuyệt vời tới đi nhạp giò. Liên bật BKB của mình lên giã đạn nhưng không thể bắn chết được Mid One. Mid One đang regen cách tuyệt vời với cả Spirit Siphon của mình. Chelsea của bật BKB đang cố gắng đuổi theo Mid One. Tại sao chảy cối như vậy, cứ phải đuổi theo Mid One. Mid One chết rồi. Chelsea có cho mình Killing Spree nhưng các thành viên của Secret không thể đuổi được những con cò còn lại của Complex City nữa. Một pha chói Fata lại, ai đó cắt cây cho Fata đi không rồi. Ancient Apparition trong tay của Papi quyết định đuổi luôn chứ không có cắt cây cắt kiện gì cả. Máy bay thì chạy nhanh như chưa bao giờ được chạy vậy. Đó, Secret pha vừa rồi họ mất DP và họ ăn lại được mạng của CL. Chứ cho cùng cái tình huống vừa rồi Secret họ cũng tương đối lãi mạng của bộ đôi support. Elderton thì trận này đánh chưa hay cho lắm. Cần tìm một khả năng chính xác hơn. Talent level 15 của CK đó là 15 strength. Rất là mạnh.
Jesse ta sẽ lên Shadow Blade. Mid one anh ta mua cho mình cái plate mail để tí nữa có thể up Shiva Guard. Cái món đồ sẽ giúp cho anh ta tăng cái sức chống chịu lên rất là nhiều, chưa kể cái Shiva nó làm chậm tốc chạy của hero bên phía team Seller để bên phía team Secret họ có thể chase dễ dàng hơn. Đặc biệt với những hero như CK chạy tương đối nhanh này, hay là DP thì khỏi nói thôi. Giày phay lốc 400 tốc chạy, xin các bạn giày gỗ và lốc 400 tốc chạy. Đuổi nhau là dí thôi. Spirit Siphon này nữa, thằng hút máu khiến cho đối phương bị làm chậm tới 20%. Rất là tốt. Nói chung con nào mà đã dính một cái C-Lane đấy xong ăn thêm một cái hiệu ứng Shiva Guard nữa khi mà active nữa thì thôi khỏi chạy con DP. Trừ trường hợp là có thể cắt dây như thế nào để con DP thì... Còn không nếu mà chỉ chạy bộ thì chắc chắn là chết. Thằng Mu anh ta đang mua cho mình những mảnh ghép của BKB, vẫn còn thiếu khoảng 900 tiền nữa. Spindermelon cầm hai cái Sentry. Nhưng có lẽ đây là Sentry ta vẫn chỉ để trong đó để cho những tình huống đi push chuẩn bị giao tranh thôi, chứ không phải Sentry đi Watt chẳng. Đen nhỉ, Watt đối phương cắm ở đây, cắm cái Sentry đúng đây. To hơn tí nữa thì sao? Tí được 100 gold. Ở dưới boss vẫn đang là một cái mảnh đất màu mỡ để cho Chessy cày ruộng. Chessy chúng ta có 1700 tiền. Thật nghĩ là bây giờ Jesse anh ta sẽ lấy toàn những cái talent để có thể hỗ trợ mình gây sát thương vật lý. Tí nữa có thể lấy 40 attack speed. Thật ra cái trừ 4 giây Sprout cooldown cũng khá hay. Cái này có thời gian trói là 6 giây. Nếu mà trừ 4 giây cooldown trong tổng số 8 giây đi, chỉ cần cooldown 4 giây. Tức là thậm chí có thể trói 2 người được. Rồi, Lim đang có rune DD, tận dụng cái rune này để đánh nhau hay không? Nhìn thấy Yapzo rồi. Yapzo chật stun ra. Và ngoài này thì Kaio đang bị zone down. Static Storm được mở ra, Fata bị silent. Mở cone down lên, bắn chết được Earthshaker. Người kiểm soát combat của bên phía team Secret đã phải nằm lại. Mid one đang bị rút máu, nhưng anh ta cũng đang hút ngược lại. Cuối cùng thì anh ta vẫn chết. Chessy có cho mình double kill, mid one có double kill. Shadowcopter dive vào quá sâu cũng đã chết ở bên trong đó. Giữ chân được Mu TP B, TP thành công hay không? Lock chưa sử dụng, bây giờ thì sẽ sử dụng. Tiếp tục là Ace với một pha hút lại và double kill dành cho nhà vô địch. Và Ace Tower, và Ace sẽ hoàn thành TKB ngay sau một pha giao tranh tổng lực đó. Và Complexity họ mất 4 người trong khi Secret chỉ mất 3. Quan trọng nhất là Complexity họ mất 2 core, Secret chỉ mất 1. Và DP đã làm được quá nhiều thứ. Một pha một Gyrocopter sau khi giết xong Earthshaker ở đây lại tiếp tục dive vào định chơi Ace và thế là thôi. Tại sao lại không phải là một pha rút ra và tấn công vào vị trí của Death Prophet đang đứng ở đây nhỉ? Tạo thành một cái gọng kìm giết Death Prophet nhanh hơn. Có lẽ là băng nạo không phải chết. Ace anh ta có rune regen. Với những con carry như Gyrocopter thì cũng chân thành đấy là nên đi theo team. Thật sự cái team ở đâu thì mình ở đấy. Song kiếm tai ương sẽ là món đồ tiếp theo. Đạo Yasha ông này thứ tự farm đồ rất là khác so với những player khác. Bình thường thì những player khác họ sẽ hướng đến cái song kiếm trước, sau đó lên BKB, về sau họ mới lên Pai. Ông này thì đầu tiên là lên BKB và lên Pai, sau đấy thì mới hoàn thành song kiếm. Thực ra thì cái đấy cũng tùy thế trận thôi, nếu mà đánh nhau sớm thì có lẽ là anh ta cần một cái Breaking Lens của start và giữ trí an toàn hơn. Ace bị dồn down ở đây, Ace có BKB. Ace anh ta đang TP về, có gì cản anh ta hay không? Cái thế không có gì cản TP. Lát ở bên phía team Complexity không có bất kỳ một kỹ năng khống chế nào xuyên được BKB cả. Warriors of the Wood.
một pha bắt ace không thành công của bên phía team Complexity. Liệu có một cái điểm gì đó cho họ hay không? Thật sự để mà nói thì bây giờ bên phía team Complexity họ đang tương đối khó đánh. Tức là gì? Carry của họ phụ thuộc vào BKB rất là nhiều. Không có BKB bằng đồng nghĩa việc là không có bắt được. Họ lại còn phải đi 4 người cùng với nhau để tạo khoảng trống cho NP của Chelsea đi quấy đảo các lên khác. Những NP này của Chelsea thì trong dù BKB vẫn có thể bị disable cho đến chết được luôn. Runin V dành cho Yabzo. Yabzo chính là một cái nhân tố mà quan trọng cho trận này. Ủa thì xong rồi, nhìn thấy Squid là mấy lần không phải đi. Không chết thì tôi đi bằng tay. Squid là mấy lần chết rồi. Nhưng vấn đề là anh ta chết có để lại ai theo không? Lấy được mạng của Yabzo, Shivagat được mở ra. Lim bật cho mình BKB lên nhưng không có khả năng lifesteal. Anh ta đang bị Gamsilane, cần phải cắt đứt dây. Z-Freak chỉ có một chút máu thôi. Z-Freak chết mất rồi. Mu bật BKB rồi chạy rông ạ. Và Mu anh ta bị giữ chân về vòng kim cổ của Underlord. Bị Ace khóa vào nhưng Mu có đi Gravify. Tuy nhiên thì đi Gravify chỉ có thể chặn được CK thôi, nhưng lại tạo tiền đề cho các thành viên của bên khác. Các thành viên khác của bên phía Secret họ dồn đam nhanh hơn. Và Secret họ lại một lần nữa lãi hơn cho những tình huống combat tổng lực. Rõ ràng họ là những người chủ động hơn và cái việc họ chiến thắng là điều rất dễ hiểu. Rồi thả cool down ra. Cool down forward. Giữ chân nữa ông Swindermelon từ sau đi rồi. Ô một tình huống mà ai đó đã lock Swindermelon lên và giúp cho anh ta né được rất nhiều sát thương nhưng ta vẫn chết. Yêu á người. Người ta có câu là cái xác không hồn, thật ra ông này là cái xác không đồ. Mua cao full kỹ năng mà không có đồ, chỉ mua xác thôi. Thương dã man. Bạn của cơ trưởng. Búa xét. No man. Butterfly please. Satanic please. Món đồ để mọi con máy bay nó đều lên please. Tại sao lại là búa xét? Bóng của CK nó cũng không đến mức, nó không đến mức nhiều như kiểu PL. Tức là những con như kiểu CK các bạn chỉ cần clear một lần thôi là xong, không phải clear liên tục. Để lên những item như búa xét mà do con máy bay này nó có đến bao nhiêu chạc, flag này đến 9 chạc cơ mà. Thực ra không phải là ý kiến gì về vấn đề lên đồ hay không, nhưng đây rõ ràng là một cái món item không hợp lý cho một con máy bay mà thứ mà nó cần trong những pha combat chúng ta vừa nhìn thấy. Nó có thể là một cái Satanic, nó có thể là một cái Butterfly. Tất Kyle, Spider-Man lại chết một lần nữa và Secret không khơi luôn. Hai support của CoL quá yếu. Forkstab của Elder Titan cũng không kịp sử dụng nữa. Tôi xong rồi. Rồi, Lim. Lim, chạy không? Phải mất BKB, không mất BKB chết. Còn đấy BKB khi sống ấy. Bị disable theo kiểu bất ngờ. Thật ra thì vẫn có được khoảng 0.5 giây suy nghĩ. Nếu mà bật TV luôn thì sẽ sống. Nhà đã lạc trôi, thả trôi cho để chết rồi thì mất nhà vậy. Ít nhất là mất một cái trụ 2 nữa này. Còn đây nếu mà là player khác, những cái player mà chỉnh cao một tí, tier cao một tí thì có thể họ sẽ bật BKB TP về. Nhưng anh này thì không quyết định là giữ BKB. Lắc lông các kiểu rồi. Swindermelon thì rất khổ. Nhìn thấy con CK, không biết là CK trước đây có hận thù gì hay không. CK, anh đã chết mất rồi. Cọc của Pagna đang giật liên hoàn, nhưng cọc sẽ bị phá ngay rồi. Mất Aegis thì CK lại chơi được thật lại. Lên cả Blink Guard để support đây rồi. Bớ luôn vào người của Mù thì sao Mù ba vả một phút. Mù chết. Z-Freak đang cố gắng dẫn ngủ. Z-Freak tự dọa mõm lại ngay. Bái bách giật của Mù không ai nhìn ý nghĩa cho lắm. Fata đang bị nhũng người lại bởi đi Gravify nhưng ta vẫn có thể TP được. Lùi về vị trí an toàn thì TP đứng lại để bên Mù đi ra để Mù đái bách rồi sao. Mù bật TP như thế này thì đồng nghĩa với là không bật. Z
Siegfried thì anh ta mất rất là nhiều máu rồi, có lẽ anh ta sẽ không chết chẳng. Earn vẫn đang rút máu, anh ta chết rồi. Linh thảo bên trong tới từ CK mất tính đi để ra. Và bây giờ thì máy bay cùng với Nature Prophet, họ quyết định lao ra. Và họ giết được ai không? Ace vẫn có mạng của Siegfried. Và Ace anh ta đã phải nằm xuống. Tiếp tục là một tình huống mid one quay ngược trở lại hút máu của mình. BKB hết rồi thì Lim. Lim ơi, vâng, Lim thì là một loại gỗ rất cứng. Lim này thì khá mỏng. Và Lim anh ta đang phải lùi lại, không thể đứng lại trước các thành viên của Team Secret nữa. Nếu như anh ta còn muốn chơi, di chuyển ra là lắt léo, đang cố gắng lên gậy xanh. Sao lại lên gậy xanh cho bố mình? Rồi, TP ra của thanh niên Nature Prophet, tôi xong không khác gì hiến máu nhân đạo rồi. Lim chết. Và có lẽ là Chelsea anh ta sẽ thoát tình huống này chăng? Đứng bắn tay đôi với Midone. Midone có double kill với sự hỗ trợ của những người đồng đội. Và ta đuổi lên, Slaystorm được mở ra. Midone thậm chí vẫn chưa chết, anh ta chết rồi. Cuối cùng thì anh ta cũng chết. Chelsea cũng bay bách ra. Liên tiếp là những phát cào cấu của bên phía Team CoL, và họ tạm thời có thể đẩy lùi được đối phương. Secret, à, TP về, TP về không được đâu. Fata, Fata, xin lỗi các bạn, Fata chưa TP. Đó là tình huống mà tôi nhìn nhầm. Yapzo đã có được mạng của Kyle. Fata anh ta lốc lên để giải Silent, và Fata tiếp tục đuổi theo. Z-Freak, còn Z-Freak liệu có chết không đây? Z-Freak còn rất thấp máu, ông này tự đóng cây TP về. Z-Freak anh ta dẫn ngủ được hai người. Rồi chạy không có TP như này thì chạy làm sao với Blink của Earthshaker. Vẫn còn cho mình thêm cả Rune Double Damage. Contrast. Thực ra những người mà ở Hon sang Dota 2 thì không phải ai cũng rơi vào tình cảnh kiểu tìm mãi không thấy thành công như CoL. PPD là một ví dụ điển hình, những vô địch tí các kiểu thứ. Hay là Zai thì cũng có khá nhiều danh hiệu rồi. Những danh hiệu mà trước đây chưa có hệ thống, bây giờ thì Zai cũng đã có. Khi mà thi đấu cho Team Secret ở version T5 đến mức mà gọi là không có danh hiệu gì thì không đúng. Nhưng CoL thì hơi nát thật. Đấy, nấu theo 4 Major, nhắc đến đi. Chỉ có mỗi mấy cái ông CoL này là bị làm sao. Còn Miu Sai thì thôi, bỏ qua đi, không? Ăn mày quá khứ quá lâu rồi. Dire's top tower is under attack. Fata lên hết, Radiant, giấy phay, Crimson Guard và Yun Scepter. Bây giờ tôi không nghĩ là bên phía Team CoL họ đủ đam để giết bất kỳ coi hero nào bên phía Team Secret nhanh. Ông này hết ở Terrax BKB. Cậu này thì cũng Siva, Octarine Core, Yun Scepter, Glimmer Cape. Ta lần 500 máu, vãi trưởng luôn. Fata thì sẽ lên khóa đánh tay, không cho đối phương bắn tay là tự thắng. Ở sau cái trang này lại nhìn cái anh Z-Frick đi rồi. Cái anh CoL thăng rất nhanh. Rồi Fata bên trong này đã bị dồn ra. Rồi đánh Fata đến một quýt à, đây bật BKB lên chạy rồi. Ông này đừng bắn Fata đau phết, bật BKB lên, Fata chết à. Ê, Fata chết rồi, cũng mất khá thời gian đấy. Chết xin cho mày bỏ chạy. Ê, sao anh ta đứng bên trong luôn, Lim bắn không hề đau. Lim bắn không phải đau bên trong. Ây, ây, giật trượt Lim rồi, bắn được BKB của mình lên. Stun rất dài và đuổi được Chelsea. Sao Chelsea đứng lại cái map rồi, vẫn đi. Rồi, cái CoL thăng nhanh quá. Trong khi cò Secret thì dồn mãi đánh mới chết được một ông. Rồi, nói chung là trận này thì thắng thua như nào thì có lẽ đã rõ. Một stun thẳng ở đầu mù. Lin, đây là tức là một con găng tên nữa. Bắn chết ai cũng không chết được ai, yếu quá. Và tôi nghĩ là nên GG để nỗi đau thêm dài làm gì.
Mu chết, Lim chết. Còn mỗi anh tù trưởng ET. Người ta gọi cái này là tù vãi trời. Dỡm. Dỡm chuyện. Ta cũng khó rồi, còn DPO chạy nhanh mà. 400 này. Các trận này Zyro quả đắp quả búa sét này tôi thấy hơi dị thật sự. Đang để quick buy xong kiếm, quyết định chuyển hướng sang búa sét và sau đó lên gậy xanh. Nhưng bọn đồ mà có chúa mới hiểu được vì sao lưu đây. Lúc đầu đang ngon, lúc đầu đang khỏe, solo kill, solo kiển, đứng bắn rất đau. Thế nhưng một phát dive trụ ở cái chỗ này, xong từ cái pha đấy xong trở thành một con người khác. Kiểu sang trần tâm lý. Tôi bị xét đánh rồi. Thôi xong, Blink Dagger lên đuổi gì phích. Đây rồi, thủ trưởng. Thủ trưởng sống rồi, chạy nhanh phết. 4-90. Nhà bóng nha, được quả phát là chạy hơi nhanh luôn. Dire's middle tower has fallen. Máy bay lên đầu đép Mega. Lại còn tính đến cả chuyện Mega comeback à? Tình thế hơi xa. Dire's top shrine is under attack. Dire's top shrine has fallen. Ui, không bắt nổi cả. Anh bò, bò dây bay, Fox Star, Blink Dagger, Shadow Blade. NP thì ăn được một cái trụ trên top, không giải quyết vấn đề thật sự. Nếu Secret họ muốn end game thì họ sẽ đợi Roshan end luôn, đâm thẳng luôn. Không câu kéo làm gì, cho nó mệt mỏi. Vòng quanh sô-cô-la, bánh đa sô-cô-la này. Một gõ dậm xuống, đừng bảo tôi solo kill nhá. Cấu cho nửa máu xong, Blink chạy. Tức dã man luôn đấy, thề. Tôi cay. Tôi chơi NP ở đấy kiểu gì tôi đuổi. Chết mày cũng được. Chessy đang làm công việc của một anh miệt mài đi put trộm. Lên cả AC đẩy nhà lên nhanh. Nunly Fire đẩy nhau luôn. Bố xét bố xỉa đẩy crit. Rồi để xem CL họ có cơ hội không nhá. Họ đã ăn được một chút ba rồi. Trong cái lúc mà chúng ta đang quá để ý đến cái việc là Lim lên cho mình cái gậy xanh. Ga chết đâu ấy. Vác ga ra không để ý thôi sao. Fata bước lên high ground. Không ngần ngại luôn. Đấy đánh tao đi. Ông Lim bật BKB, giã đạn một người Fata, giã đau phết. Lim được Fata lùi lại rồi. Fata ta tự lốc mình lên. Một pha stun không thể tuyệt vời hơn. Disruptor đang ở đâu? Vẫn Disruptor. Anh ta đang thực hiện một pha clean được và các thành viên của bên phía team Secret. Họ sẽ chiến thắng con bác này rồi. ET mặc dù đã nhả được một cái Splitter trông có vẻ là hợp lý, nhưng cuối cùng thì với những con cò quá khỏe thì bên phía team Secret họ đã quá mạnh rồi. Họ đã giết sạch các thành viên của CL với chỉ một mình Ace cũng đủ, chứ đừng nói đến các cò khác dồn thêm đam vào. GG để đi KO AK Squid Melon. Để cho con carry của đối phương, nó đấm một hit chết con, nó dùng một skill chết con carry bên mình, thì tôi nghĩ là GG cũng là hợp lý. Chúng ta sẽ nghỉ một ít phút để đến với trận đấu tiếp theo.